Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube của Tokyo Camera. Bây giờ thì người nhà ai cũng chơi TikTok cả. Kể cả những doanh nghiệp họ cũng tham gia cái nền tảng này để quảng bá cho cái sản phẩm của họ. Và để phục vụ cho nhu cầu của rất là nhiều content creator thì ở bây giờ ở ngoài thị trường có rất là nhiều sản phẩm mic không dây ở các tầm giá khác nhau. Từ 1-200 nghìn cũng có mà đến 5-7 triệu cũng có. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mic không dây của nhà Boya có tên là Boya Link. Đây là một sản phẩm mic không dây mà mình nghĩ rằng là rất là tối ưu, có thể kết nối với tất cả các loại thiết bị quay phim. Và quan trọng hơn hết là nó có giá rất là rẻ, chỉ khoảng hơn 2 triệu thôi. Và để tiện cho các bạn đánh giá chất lượng của nó thì mình sẽ thu luôn một chiếc mic này cho cả video nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhìn qua về thiết kế của chiếc Boya Link. Thì tất cả những cái thiết bị mà bạn cần sẽ nằm trong một cái hộp đựng bằng nhựa này. Đây cũng chính là cái hộp sạc của nó luôn. Và nói thật thì nếu mà bạn là một người hơi bị OCD một tí thì bạn sẽ rất thích cái hộp này. Bởi vì nó sẽ có riêng từng cái vị trí có hút nam châm rất là chắc chắn cho từng cái thiết bị. Và nếu như là mình có lắc hay là giúp ngược thì cũng sẽ không bị lo bị rơi thiết bị ra ngoài. Ở mặt trước có một nút vừa là chốt cho nắp hộp, vừa là nút để kiểm tra lượng pin. Lượng pin còn lại của hộp sạc Boya Link sẽ được thể hiện qua 4 đèn LED ở bên cạnh. Mặt bên phải của hộp sẽ có một cổng Type-C để sạc pin cho hộp. Theo như nhà sản xuất thì mic có thời lượng sử dụng tối đa lên tới 10 tiếng, còn receiver có thể sử dụng tối đa là 6 tiếng. Kết hợp với hộp sạc di động thì tất cả các thiết bị này có thể sạc đầy thêm 2 lần nữa. Điểm mà mình nghĩ là khác biệt nhất của hộp mic Boya Link so với hộp đựng của các bộ mic khác đó là phần nắp của nó được thiết kế trong suốt. Mình nghĩ rằng việc thiết kế hộp trong suốt như thế này sẽ khá là thuận tiện cho trải nghiệm của người dùng. Có thể giúp bạn dễ dàng kiểm tra, check xem là đã đủ mic receiver và các đầu chuyển hay chưa. Nhưng mà bù lại thì nó cũng có một điểm yếu, đó là cái phần nắp này được làm bóng, nên nếu chúng ta không cẩn thận thì nó rất dễ xước và dễ dính vết tay, trông rất là xấu. Và nhà sản xuất Boya họ cũng đã tính trước phương án để khắc phục điều này bằng cách tặng thêm cho chúng ta một cái túi vải để cho hộp mic vào, tránh việc gây cháy xước cho hộp. Mở ra bên trong hộp Boya Link thì chúng ta sẽ có hai bộ mic cùng một receiver, sẽ rất là thuận tiện cho bạn nếu mà dùng trong trường hợp mà cần phỏng vấn ai đó. Ngoài ra, chúng ta sẽ có thêm phụ kiện đi kèm bao gồm hai bơm lọc gió, dây sạc Type-C và cuối cùng là phụ kiện làm nên sự đa dụng của chiếc mic này, đó là bộ 3 đầu chuyển gồm có 3.5, Lightning và Type-C. Nhờ đó, Boya Link có thể dễ dàng kết nối và sử dụng cùng các thiết bị quay phim khác nhau, từ máy ảnh cho tới điện thoại iPhone và cả điện thoại Android hoặc là các thiết bị sử dụng cổng Type-C khác. Để chuyển đổi thì cũng cực kỳ dễ luôn. Bạn chỉ cần gạt cái phần chốt màu xanh ở mặt sau receiver, rút đầu chuyển hiện tại và lắp đầu chuyển cần thiết vào là có thể sử dụng tiếp luôn được. Có thể nói đây chính là cái điểm mạnh của em Boya Link này. Thay vì phải tốn tiền mua thêm đầu chuyển bên ngoài giống như là một số cái thiết bị mic khác thì chúng ta chỉ cần bỏ tiền ra mua một bộ Boya Link này thôi là chúng ta đã có sẵn bộ 3 đầu chuyển rồi. Rất là thuận tiện cho bạn nếu mà muốn chuyển sang sử dụng một cái thiết bị quay phim khác. Ok, bây giờ mình sẽ nói qua về một vài tính năng của em Boya Link này nhé. Trên mic thì chúng ta sẽ có một đèn hiển thị trạng thái kết nối, một nút nguồn và hai nút cộng trừ màu xanh để tăng giảm 6 mức gain của mic. Nếu bạn bấm cả hai nút cộng trừ cùng lúc thì chúng ta sẽ bật chế độ khử ồn và đèn hiệu sẽ chuyển sang màu xanh lá. Nhưng vì nó không có màn hình hiển thị nên chúng ta sẽ không biết chính xác gain của mic hiện tại đang ở mức nào. Đối với receiver, chúng ta cũng sẽ có đèn hiển thị trạng thái kết nối, một cổng C để khi cắm vào điện thoại thì chúng ta vẫn có thể sạc máy trong khi vẫn sử dụng mic. Ngoài ra cũng có một nút nguồn và một cần gạt để lựa chọn kênh mono hoặc là stereo. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần test thực tế xem là cái khả năng thu tiếng ngoài trời cũng như là khả năng truyền tín hiệu của em Boya Link này sẽ như thế nào. Ok, đây bây giờ mình đang đứng ở ngoài đường và âm thanh mà các bạn đang nghe được thu bằng Boya Link chưa bật khử ồn. Vậy thì mình gắn này chắc là giọng mình đang rõ nhất rồi. Và cũng có rất là nhiều tiếng ồn xung quanh nữa, tiếng xe cộ, tiếng còi. Thì không biết là các bạn có nghe được nhiều tiếng ồn không? Tiếng ồn có bị lọt vào nhiều không? Bây giờ mình sẽ thử im lặng một chút để các bạn nghe xem. Ok, có rất là nhiều xe cộ đi qua và mình nghĩ rằng là chưa bật ồn lên thì nó cũng sẽ rất là ồn. Và bây giờ mình sẽ thử bật khử ồn của Boya Link lên xem nào nhé. Và đây là âm thanh của Boya Link khi mà đã bật chế độ khử ồn lên, thì không biết là cái chất lượng thu của nó như nào.
nó có bị lọt nhiều tiếng ồn mà không. Mình đang đứng ở đây thì vẫn rất có nhiều xe cộ đi lại và vẫn rất là ồn ở ngoài đường như này, thì các bạn nghe thử xem. Bây giờ thì mình sẽ thử đi ra khỏi máy quay một chút để xem là cái khả năng truyền tín hiệu của chiếc mic này sẽ đến đâu nhá. Bây giờ mình sẽ vừa quay lưng khỏi camera, mình vừa nói chuyện như thế này thì không biết rằng là chất lượng thu của nó sẽ thế nào, đường truyền của nó sẽ bị chập chờn hay không. Thông thường thì những cái mic không dây khi mà chúng ta bật cửa ồn lên thì nó sẽ bóp giọng chúng ta đi một chút để nó khử tiếng ồn. Nhưng mà khi mà mình bật cửa Voya Link lên thì không biết là nó có bị bóp giọng của mình nhiều không. Các bạn nghe rồi đánh giá ở dưới comment cho mình biết với nhá. Đây, bây giờ mình đang tiến lại gần thì không biết là chắc là đi vừa nói mà đối mặt về camera này thì chắc là tín hiệu nó cũng ổn ha. Mình không biết là khả năng truyền tín hiệu khi mà mình quay lưng đi thì nó có bị ngắt không, nó bị chập chờn không như các sản phẩm mic khác. Vậy trên đây là một vài cái đánh giá nhanh của mình về em Voya Link này. Thì đây là một chiếc mic rất là nhỏ gọn, chắc chắn và quan trọng hơn hết là nó có giá rất là thân thiện. Vậy thì không biết đây có phải là một chiếc mic phù hợp với nhu cầu của bạn không? Và nếu mà bạn có thêm đánh giá gì về Voya Link thì hãy để lại comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên để lại một like và subscribe cho Tokyo Camera. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.